Người ta hay nói, con gái phải dịu dàng, phải ngoan ngoãn, phải bước trên con đường đã định, phải là khuôn mẫu đã đặt ra. Ai nói vậy? Đừng khép mình theo thước đo của người khác. Như tiên đã dám nỗ lực vượt qua mọi khuôn mẫu, dám đặt ra chuẩn riêng của chính mình, đột phá âm nhạc sánh tầm quốc tế. Hành trình chẳng dễ dàng, nhưng chân bạn không gì cản nổi. Vì con gái dám làm điều phi thường.